vị khán giả bên chúng ta đang đến với nhành được trực tiếp tại sân Mura 3 để theo dõi trận cầu rộng sân 7 của cao thủ Thuận Phúc FC, và đối thủ của họ sẽ là cao thủ anh em. Ở trong trận đấu này thì cao thủ anh em sẽ thi đấu với trang phục sắc vàng xanh, và bộ này chân giữ của Thành ở bên phía cánh phải, trong cái đó thì cao thủ Thuận Phúc sẽ là trang phục sắc xanh và chân giữ Thành bên phía cánh trái. Bật bóng nguy hiểm, sau đó là cú dứt điểm từ xa thành bàn của cao thủ Thuận Phúc. Nó đến từ cầu thủ áo số 9 Phúc Vinh từ cánh trái. Một pha mất bóng rất đơn giản nhưng bàn thắng thì lại đến một cách rất tuyệt vời. Thuận Phúc một lần nữa lại cho thấy khả năng săn bàn tốt của họ khi sở hữu những chân sút tốt. Và có một điều thú vị là cả hai pha lập công trong hai trận đấu gần đây nhất của cao thủ Thuận Phúc đều ở cánh vừa rồi. Chúng ta còn nhớ trận đấu trước đó tham gia. Xoay sở của số 7 Thiên Phúc, lợi Zino của cao thủ anh em. Đường chuyền hay! Tiên Coco, đó là cái tên đã ghi bàn để sao bàn số cho cao thủ anh em FC. Tiên Coco đang tỏ ra rất duyên cho 2022 trong màu áo của cao thủ anh em FC tại sân Mura 3. Ngày hôm nay anh tiếp tục ghi bàn, và đó là bàn thắng đến đúng thời điểm trong bối cảnh mà cao thủ anh em đang cần bàn thắng để san bằng. Như vậy là sau 15 phút thi đấu thì đội bóng đều đã có những lời đáp trả. Đây rõ ràng là một trận đấu mà như cần phải nhắc lại một lần nữa cho những anh em nào mới vào. Cú dứt điểm thành công dành cho Hứa Văn Cường, và bây giờ thì anh đã ghi bàn để giúp cho cao thủ anh em FC vượt lên. Bóng đi chìm vào góc xa. Ở trong phòng bóng vừa rồi thì anh Thanh Phong đã phải bó tay. Yếu tố bất ngờ được tạo ra. Như vậy là cao thủ anh em đã có thể có được bàn thắng để vượt lên. Và không, tác giả của bàn thắng bởi số cơ hội, đó là Văn Tuấn. Khả năng chấp thời cơ tốt đến từ cầu thủ mang số 79, và tỷ số được cân bằng là 2-2. Hai bàn thắng của cao thủ Thuận Phúc nó đều là những pha bóng xuất thần của các cá nhân. Trước đó là Phúc Vinh và vừa rồi là Văn Tuấn. Mặc dù không có nhiều những quả trống, tuy nhiên Phúc Vinh đã có thể lấy đà có với thủ thành của Thanh Phong. Đó lại là cú dứt điểm nữa, và lần này nó cũng đã thành công dành cho cao thủ Thuận Phúc. Tỷ số là 3-2. Đó là cầu thủ số 20 Minh Khang. Anh nhìn cũng hơi hoang mang, không biết có đúng hay không nữa. Quần bây giờ số 20 nhưng áo là số 28. Nhưng trong bản đăng ký thì lại không có số 28. Được. Có thể đến ở mọi vị trí khác nhau. Lợi thế tấn công cho cao thủ Thuận Phúc. Cú quy chuyền hay, tỷ số là 4-2 dành cho cao thủ Thuận Phúc. Pha rướn rất tốt ở hay là cánh phải của Quốc Huy, và phần còn lại ở tuyến trong là một sự hoàn hảo cho việc thành lập cú đúp của Văn Tuấn. Mặc dù xuất phát sau so với đồng đội, xuất phát từ trên băng ghế dự bị, nhưng Văn Tuấn là người đã có được bàn thắng thứ hai, cú đúp đầu tiên trận cầu này. Vô Tùng rất mềm mại. Suzuki, hệ thống phòng ngự của cầu thủ áo xanh đã lùi về rất nhanh. Hứa Văn Cường, tiếng còi cất lên và sẽ có đá phạt cho cầu thủ anh em. Trọng tài cũng đã chuẩn bị sẵn một chiếc thẻ vàng rất nhanh. Bàn thắng thứ ba, cơ hội cho cầu thủ anh em nếu như Vinh Sang thành công. Tiếng còi cất lên, Vinh Sang, đó là cú dứt điểm rất mạnh của số 4. Đó là một tình huống mà nã lại bác của Vinh Sang. Bóng đã đập vào cột và bật ra làm cho Yên có một chút chứng lại. Tỷ số là 3-4, đường số ngắn.
Vừa góp mặt thì trung vệ số 4 cũng đã thành. Suzuki 4-0. Rất tuyệt vời. Bây giờ thì lão tướng Suzuki đã lên tiếng. Thời gian của trận này đang bước về những phút cuối của hiệp 1. Cao thủ anh em FC họ đang vượt khó. Đã có đá pen và bây giờ đã có những khoảnh khắc dành cho lão tướng Suzuki với một cú ra chân rất nhẹ nhàng. Nhưng bóng đập đất và khiến nó đổi hướng và đánh lừa. Việc hai đội bóng đang có tỷ số 4 đều nó sẽ là việc kiểm soát tốt. Nguy hiểm! Nhưng bây giờ đã có bàn thắng dành cho cao thủ anh em. Lần này đó là Thiên Coco. Tỷ số là 5-4. Nhưng vừa nhắc đến việc nhiều khả năng, hiệp 1 nó sẽ là một hiệp đấu khép lại với việc hai đội bóng sẽ có kết quả đều. Nhưng nỗ lực này đã giúp cho cao thủ anh em AC có bàn thắng thứ 5 để vượt lên. Tỷ số là 5-4. Vinh Sang. Khá nguy hiểm. Goal! Đó là pha áp sát và hai cú dứt điểm của Tí Thiên Đeo. Lần thứ tư anh ra trận và đã thành công để giúp cho cao thủ anh em AC nới rộng khoảng cách ở tỷ số là 6-4. Rõ ràng là ở cự ly vừa rồi và với khoảng trống mênh mông thì thủ thành Thanh Phong cũng đã phải. Bật bài tốt của cầu thủ trẻ Huy Hoàng. Tí tiếp theo, khá hay, trọng biên của Vinh Sang, đường truyền tốt, rồi, khung thành trống và đó là tài bóng. Tỷ số là 7-4 cho các thủ anh em FC. Một pha bật nhả ở hành lang cánh phải giữa Vinh Sang và Tí tiếp theo. Vinh Sang đã trọng biên và thực hiện một đường truyền một chạm rất nhanh lên tuyến trên cho tài bóng. 7-4, khoảng cách là 3 bàn cho cao thủ anh em. Cơ hội! Rất khó khăn, nhưng bàn thắng nó lại đến ở trong một yếu tố bất ngờ. Và lần này lại là ra chân thành công nữa để hoàn thành cú đúc của số 9 Phúc Vinh. Xem ra thì Phúc Vinh khá có duyên ở hay là cánh trái cho cao thủ Thuận Phúc. Cả hai bàn thắng anh ghi đều ở cánh này. Mặc dù anh đã được thử nghiệm ở nhiều vị trí khác nhau, cả những vị trí ở cánh đối diện, đảo hướng tấn công không thành công. Lùi về khá nhanh của thủ trẻ Huy Hoàng. Thành Phố Tùng qua người. 3-2 cho các thủ anh em, thậm chí là 4-2. Tình huống tấn công rất nhanh. Thành Phố Tùng là người đã ghi bàn để nâng tỷ số lên là 8-5 cho các thủ anh em. Và điều đó dường như các thủ áo vàng họ khẳng định thêm việc giành chiến thắng ở trận đấu game này vậy. 4-2. Rất nhiều những giải pháp cho Thành Phố Tùng. Cú dứt điểm ở tầm thấp và bóng đã khẽ chạm vào mép trong cột rào. Một pha bóng quá khó cho Thành Phong. Thành Phố Tùng bật nhà tốt. Thành Phố Tùng lỗi rồi. Như vậy là thẻ vàng thứ hai cho Thành Phố Tùng, đỏ chót luôn. Phúc Vinh tiếp tục có chiếc thẻ. Những thời điểm cuối trận cầu đang có nhiều những mà chiếc thẻ và có bàn thắng. Một pha ghi bàn từ tình huống đá phạt của số 9 Phúc Vinh. Tỷ số rút ngắn còn 6-8. Một ngày thi đấu đầy vất vả đối với Minh Bù Phòng, nhưng may mắn cho anh là ở trên hàng tấn công các đội cũng đã hoàn thành thành công.
Cú dứt điểm vừa rồi của Phúc Vinh nó đã khẽ chạm vào hàng rào và khiến nó đổi hướng. Huy Hoàng, Văn Tuấn. Và đến lúc này thì trọng tài cũng đã thổi còi để khép lại trận đấu của cao thủ anh em FC và Thuận Phúc. Tỷ số chung cuộc là 8-6 cho cao thủ anh em FC. Nhưng nó là một trận đấu rượt đuổi tỷ số, đặc biệt là ở phần đầu cuộc so tài ở hiệp 1. Cảm ơn đội bóng đã mang đến trận cầu hấp dẫn trong buổi tối ngày hôm nay và cảm ơn những quý vị khán giả đồng hành cùng với anh em ekip. Và đến đây chúng tôi phải nói lời chào tạm biệt. Đừng quên quay trở lại vào lúc 16 giờ chiều mai và 19 giờ. Tốt là anh Nhiên, thân ái và chúc quý vị ngủ ngon.